Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một tính năng mới của máy làm sữa hạt Medion MD19888. Đây là một phiên bản nâng cấp so với máy làm sữa hạt Medion 19725 nha. Như mọi người đã biết, máy làm sữa hạt Medion MD19725 có 9 chức năng tự động bao gồm mà làm sữa hạt, nấu súp và một số tính năng nấu tự động khác và cả bao gồm tính năng vệ sinh tự động nữa. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một tính năng mới của máy làm sữa hạt Medion MD19888. Đó chính là tính năng pha trà nha. Hằng ngày mọi người uống rất nhiều các loại trà để thay nước, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một loại trà thảo mộc là bao gồm gạo lứt, xạ đen, hoa nhài và các loại thảo mộc khác nha. Khi mà chúng ta pha trà, chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị các dụng cụ như là bếp, nồi, bình, ấm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ cần tốn 2 bước để có được một bình trà uống trà nhiệt hàng ngày nha. Đây là phụ kiện lọc trà đã được tặng kèm theo máy nha. Khi mà chúng ta pha trà ấy, thì chúng ta sẽ đong 3 muỗng trà vào trong cái lọc trà nha, tương ứng với lại 60g. Bây giờ chúng ta sẽ cho dụng cụ vào trong máy nha. Và mình sẽ đóng nắp lại. Sau khi mà mình cho trà vào trong máy rồi, thì sau đó mình sẽ nhấn nút menu để chọn đến chương trình pha trà. Tiếp theo mình sẽ chọn mức nước từ 300 đến 500ml nha. Với cái lượng ngày trà em vừa cho vào là khoảng 60g, em sẽ chọn mức 500. Và tiếp theo mình sẽ chọn mức độ đậm nhạt của trà, tương ứng số vạch, 3 vạch là đậm nhất này, 1 vạch là nhạt này và 2 vạch là vừa. Em sẽ chọn mức vừa và sau đấy em sẽ nhấn nút Start để máy bắt đầu khởi động. Khi mà chúng ta pha trà, chúng ta sẽ tráng trà để rửa. Thì đây là một tính năng ưu việt của máy. Khi mà tráng trà xong, nước tráng sẽ được đưa xuống khay chứa nước thải này và sau đấy máy sẽ bắt đầu đun trà nhé. Đây là đang trong cái quá trình đun trà. Chúng ta có thể đi làm những việc khác và 10 phút sau chúng ta quay lại sẽ có ngay một bình trà để mình thưởng thức nha. Sau một thời gian thì máy đã pha xong cho mình được lượt trà đầu tiên. Nếu như mà mình muốn pha tiếp lần trà thứ hai, mình sẽ nhấn nút menu này để máy pha tiếp. Còn nếu như mà mình không muốn uống lần hai thì mình sẽ nhấn giữ nút cancel để máy hủy chương trình đi. Ở đây thì mình sẽ nhấn nút menu để pha tiếp lần hai nha. Chúng ta đã có một bình trà thanh nhiệt như ý muốn nha. Trong những ngày mùa đông lạnh giá, chúng ta sẽ có một cốc trà nóng để uống giữ ấm cơ thể. Đối với những ngày mùa hè thì chúng mình có thể thêm một vài viên đá và để uống mát hơn nha. Sau khi mà pha trà xong thì tiếp đến là khâu là đổ bãi trà và vệ sinh máy nha. Chúng ta sẽ mở nắp và lấy lọc trà ra. Thì các bạn lưu ý là phải đợi cho máy nguội để tránh những cái bỏng của mình. Mình sẽ để một cái đĩa ở đây. Đây là sau khi mà máy đã pha trà xong nha. Mình sẽ đổ ra. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu tính năng pha trà của Medion MD19888. Thì mong rằng với cái tính năng hữu ích này, các bạn có thể pha được nhiều loại trà để uống trà nhiệt hàng ngày nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình ạ.